Hôm nay hai anh em rảnh nên dắt này nó đi, nó thiết kế đôi giày ở bên store này. Nike có một cái chế độ mà đây, store này đây, mình đang nói tới cái bước mà Nike có một chế độ là các bạn có thể tự thiết kế những đôi giày mà theo cái màu sắc các bạn thích. Bây giờ mình với nó sẽ đi làm thử coi cái chế độ nó như thế nào. Bình thường tụi mình hay làm ở trên điện thoại, nhưng mà hôm nay mình tới thẳng store, tại vì ở store nó có nhiều lựa chọn mà các bạn có thể chọn được những loại da, những cái loại chất liệu cho cái đôi giày của mình, và các bạn có thể sờ được những chất liệu đó thì có thể chọn được những cái chất liệu mà tốt nhất cho đôi giày của mình. Chứ ở trên mạng thì nó chỉ có những cái đôi giày sẵn hoặc là những màu sẵn nên không có thể nào mà biết được. Mình đang đứng ở ngã tư và đợi đèn xanh để qua được cái store này. Ở Nike nha, lâu mình vẫn bị lộn cái Nike với Nike. Đây đèn xanh rồi, tụi mình đang qua bên Nike Store. Đây là cái trụ sở chính của nó, to vãi đái luôn á. Store này không biết ở đây nó có cho quay phim không, thì trước tiên tụi mình vô hỏi nó cái đã. Toàn bộ những món này mới đều ở đây, mà những đôi đặc biệt nó sẽ bán ở nơi khác, không phải là tất cả mọi thứ đều bán ở Nike. Vào trong Nike thì không chỉ có giày hay không, mà nó có cả quần áo nữa. Quần ai rất là chuyên nghiệp nè. Đây là cái khu mà người ta thiết kế, sẽ cho các bạn một cái máy tính của Apple Store. Đây có cái trang đầu tiên của nó là cái trang mà các bạn chọn đôi giày các bạn thích. Nhưng mà nói thích thì cũng được, nhưng mà các bạn chọn cái đôi giày mà các bạn định để design nó. Đây lúc các bạn tìm từ khóa này đi ở trên cái máy tính này thì nó sẽ hiện ra những cái mẫu giày. Đó, các bạn thấy là từ AF1 tới những cái đôi đá banh hay là những cái đôi bình thường ra con mắt này kia thì đầy đủ hết. Hôm nay tụi mình sẽ thiết kế đôi AF1 đi. Kéo xuống đôi AF1 đi chị. Đó, sắp tới AF1. Có thể thiết kế đôi giày kit nha các bạn. Thấy đôi AF1 rồi thì mình kích vào. Về mạng nó hơi chậm tí. Được rồi, lát được rồi. Má ở đây là store mà sao cái mẹ của nó bị bắt thì chứ. Thì bên cạnh nó thì đây là những cái loại chất liệu mà mình đã nói với các bạn từ trước. Những cái chất liệu này thì nó cho các bạn chọn cái da lộn, da bóng, rồi vải, vải dù, vải nỉ, lum la chất liệu đây. Và các bạn có thể sờ được những chất liệu mà các bạn đã chọn để các bạn làm ra chiếc giày của mình. Chứ trên mạng thì các bạn chỉ có nhìn được thôi, chứ bạn không thể nào sờ được cái chất liệu hoặc là biết cái chất liệu của nó. Cuối cùng thì bắt đầu nó cũng lát được hình rồi. Thì mình đang tìm phối màu anh ấy. Đây có phối màu mình thích luôn nè. Thì mình sẽ design nó một tí. Đây nó hiện ra rồi. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Đây. Bấm vào đây thì nó sẽ ra cái hình mà bắt đầu mình là chỉnh sửa những cái tông màu của nó. Đó, đây là cái bước bắt đầu của nó nha các bạn. Thì nó sẽ ở dưới đây. Đây này, nó có cái design này. Các bạn ấn vào đây. Đó thì nó sẽ bắt đầu ra một cái bảng hình tròn. Đầu tiên là chúng ta sẽ design vào mũi giày. Wow. Đây mình sẽ thử màu đen đi. Nhìn không nghĩ lắm. Mình sẽ bấm chọn màu xanh này. Tại vì mình hôm bữa mình cóp đôi MCA của off-white nhưng mà tạch, nên mình vẫn rất là ghiền cái màu MCA đó. Mình sẽ chọn là hôm nay mình sẽ thử nguyên một đôi MCA xem. Đấy, ok rồi thì các bạn ấn vào nút chữ V ở đây. Tiếp theo phần upper đến phần là phần giữa thân giày. Đây cũng là màu xanh luôn này, MCA nhé. Đó, xong lại nút chữ V này đây. Và nó đã hiện lên hoàn thành. Thì mình sẽ quay lại vòng nó, bây giờ nó vẫn là chưa hoàn hảo lắm đâu. Đó thì mình sẽ làm những công đoạn tiếp theo để các bạn xem. Tiếp theo phần upper, phần full upper thì mình lại chắc xanh hết, thì nó vẫn xanh hết. Đây nó có chọn cái màu xanh khác nữa nhưng mà mình không thích màu xanh này cho lắm. Đây có cả màu hồng, màu trắng sữa, màu xám này, màu đỏ này, nó có màu đâu nhé. Nhưng mình vẫn sẽ chọn màu xanh này vì nó là màu MCA. Xong tiếp theo tới cái phần nổi nhất của nó là phần Nike suit. Các bạn biết cho mình là màu gì ở đây, cũng màu xanh vậy rồi, y hệt cái đôi off-white kia. Nhưng mà nếu mà đôi off-white kia thì cái phần suit này của nó sẽ là cái màu như dạng inox á, màu trắng kim á, nó cũng dạng như màu bạc này nè, màu trắng. Đó thì mình sẽ chọn sơ cái dạng màu trắng đi, nhìn cho nó giống cái màu kia cũng được. Ok, xong mình tổng thể nè, cũng tạm được. Rồi tiếp theo thì ta tới phần thiết kế dây của nó. Đó, dây mình sẽ chọn dây màu xám để tăng cái độ nổi của nó lên. Các bạn ấn vô đây thì nó sẽ cho các bạn coi ra từng phần các bạn chọn. Và cái này thiết kế hay ở cái là các bạn có thể chọn được cả màu lót, cái màu lót này thì không nha, màu lót này là cái màu sẵn của nó rồi, các bạn chỉ có thể chọn được màu chứ không được đổi tông trong đó. Cái phần da viền xung quanh thì các bạn có thể chọn được. Tiếp theo là phần lót xung quanh của giày. Mình sẽ chọn màu xám nhưng mình thử đi màu khác xem. Trường này màu nâu này thì quá nổi rồi. Xanh này, không, quyết định cuối cùng của mình cũng là màu xám đi. Không phải màu xám, là màu trắng này đi. Đó, nhìn dây cho nó nổi. Xong thì các bạn kích vào nút V ở đây thì nó ra đôi giày hoàn chỉnh. Phần tiếp theo thì mình sẽ chỉnh xuống cái phần đế của đôi giày. Đây, đây là phần đế của nó ghi là chữ Shiba hả, Shito Soru gì đấy. Đây nhá, phần đế đầu tiên là màu trắng. Mình sẽ cho các bạn coi tất cả những màu đế mà mình thấy ưng hiện nay. Đầu tiên là đế đen. Đế này thì thật sự các bạn đi màu xanh này mà đi cái đế đen nó nổi thôi luôn. Còn đây đế trắng bình thường, đây là đế gum thì phải chọn luôn. Đế gum này các bạn có thể thấy ở đôi AF1 Wheat gì đó, nó gọi là Wheat đó. Nó màu da bò. Đây là đế trắng như nãy. Đây là đế màu gì vậy ta, màu đỏ. Đế màu đỏ. Cái này thì chắc chắn 100% các bạn sẽ không chọn. Còn đây là đế gum. Đế gum màu nâu nha. Nhưng mình nghĩ là mình sẽ chọn màu đen, khá là nổi. Và đây, cuối thì các bạn biết ấn vào đây rồi đó. Xong. Điều lưu ý nữa, khi các bạn không hiểu những cái tiếng ở trên này và nhìn những cái ký hiệu này không hiểu á, các bạn có thể ấn thẳng trực tiếp vào đôi giày luôn. Thì nó sẽ đưa các bạn tới cái phần thiết kế. Đây, ví dụ như mình ấn phần bàn đế. Đây rất là nhiều màu nha. Các bạn có thể chọn màu xanh, màu MCA nãy vào đây và coi cái nhìn nó như nào. Nhìn mình nhìn thấy không đẹp lắm. Đây màu xám, màu trắng. Mình thấy màu trắng là ổn nhất, mình sẽ chọn màu trắng. Phần cuối cùng mà mình lưu ý các bạn là phần chọn logo cho giày. Đây, ấn vào nó sẽ cho các bạn những cái thiết kế. Đây là thay đổi logo Nike, thay đổi logo khác. Còn đây là các bạn tự chọn. Đây jet ski thì các bạn ấn cái chữ các bạn cần chọn vào, như mình sẽ chọn bên này chữ con. Đó, ấn G. Tiếp theo chữ CAC. như cái đôi mà mình đã thiết kế trên BBM Reel mà mình post bài lên, các bạn đã thấy đó, đó thì nó sẽ hiện ở đây. Nhưng mà mình khuyến cáo là không nên làm hai cái chữ giống mình nha. Đó, tiếp theo các bạn chọn cái màu chữ, màu xanh, màu xanh này, trắng, trắng hoàn toàn, nó màu trắng nó sẽ theo cho các bạn nha. Cho màu nâu rồi đi cho nó nổi. Sau bước cuối cùng thì như thường lệ là ra chữ V này. Xong và đôi giày của chúng ta đã hoàn thành. Đó, nhìn cũng ok, theo mắt mình thì ok, còn theo các bạn sao thì mình cũng không biết. Và bước cuối là các bạn chọn một bước này đây, cái chữ gì đây mình không rõ, chữ candy là chữ gì, nhưng mà các bạn cứ ấn cái chữ cuối cùng đây là coi như là đã hoàn thành. Kích vào đó, nó sẽ cho các bạn nó xoay vòng tròn này để đợi. Đó, xong bên đây là các bạn sẽ đánh vào chữ Cadoni Aideru. Ở đây thì mình chưa đăng nhập, mà lúc mà mình đăng nhập vô mình ấn cái chỗ này thì nó sẽ hiện ra cái phần các bạn nhập thẻ của các bạn. Các bạn ấn thẻ vào hoặc các bạn có thể thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Nike. Và khoảng 2 tuần tới 1 tháng sau thì người ta sẽ gửi giày về cho bạn. Và đây là những cái chất liệu khi nãy mình bảo đấy, thì mình sẽ chọn cái chất liệu màu xanh này đây, màu xanh của MCA, nó làm da nha, da lộn ở trong nữa. Và cùng chờ xem đôi giày của mình lúc về thì nó sẽ như thế nào, thì hẹn các bạn ở video tiếp theo, làm cái video sau 1 tháng nữa đi. Chào các bạn.